Tại Hà Nội, Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác quản lý thị trường 6 tháng cuối năm. 6 tháng đầu năm 2016, lực lượng quản lý thị trường cả nước kiểm tra hơn 87.000 vụ, phát hiện xử lý hơn 54.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước gần 333 tỷ đồng. Hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp, trong đó đáng chú ý là nạn buôn lậu rượu ngoại, thuốc lá điếu và đường cát, sản phẩm tươi sống như gia cầm, sản phẩm gia súc. Phương thức thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng tinh vi, hàng hóa được cất giấu ngụy trang rất khó phát hiện. Một số đối tượng sử dụng hệ thống hầm thủy lực, khóa điện tử để đối phó với các cơ quan chức năng. Đại diện Chi cục Quản lý thị trường ở các địa phương cho biết, từ nay đến cuối năm sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát các điểm tập kết kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra, kiểm soát về giá, xử lý kịp thời các trường hợp lợi dụng đầu cơ ép giá gây bất ổn thị trường. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, pháp lệnh quản lý thị trường vừa được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ tháng 9 tới, trong đó quy định rõ vị trí, chức năng, tổ chức, hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành của các lực lượng quản lý thị trường, cơ chế phối hợp sẽ là một dấu mốc quan trọng góp phần tháo gỡ khó khăn và nâng cao hiệu quả của công tác quản lý thị trường.